魔法のしゃべる。giờ này ba mẹ chưa rước mình nữa ta. Chắc đi về. Chơi chơi, nó bị tập rồi. Sao má đi tập bóng chày vậy? Tập gì rồi? Trả lại nhanh. Đi tập. Tại cái gì kìa? Tại đủ má. Thôi quá, chị hát được rồi nó. Hết cái đầu vậy. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision saw. Trà xanh ở Tây Tạng luôn mà tốt nhất. Từng lá trà thơm ngon, mà quẹt lại hành bột cuốn. Trà xanh. À, làm cái quả mà. Cái gì vậy? Cầm máy bị đập. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need. Vèo. Nó sẽ cùng bóc rồi, đi dọn sao? Nó chết rồi. Thật sự A few moments later. Cảm ơn vì chia sẻ với mày. Cảm ơn Nobita. Chia sẻ này. Bye bye. Ờ, đứt cứng quá. Ê, khoan. Còn di chuyển cơ mày. Còn di chuyển à? Tao nói còn di chuyển mà nói di chuyển. Nói gọi. Chào ông đập mày giờ. Dạ thôi. Thế nhìn lộn rồi, cái răng của nó. Mày chờ ông kìa. 200 cây con gì đâu. Chạy quàng quá rồi. Chạy nó hết. Sạn nó chỉ dùng để cho người chết thôi à. Nó còn cây mà. Chỉ dùng để cho người chết nữa. Chó người chán nè. Chán nè.